Những chậu cây đa châu hồng mỹ nhân của nhà em này. Đó, đa châu dòng lá mít nhá. Em có thể gọi là đa châu lá mít xếp luôn, rất là đẹp này, anh chị em có nhìn thấy này. Đó, đặc biệt đó là màu cánh sen là cái màu có giá trị kinh tế cao nhất trong dòng đa châu. Mỗi một cây của nó khoảng tầm 10 cho đến 11 12 lá, rất là đẹp này. Năm ngoái là nhà em thả bán 450 là không có hàng để bán luôn. Đây là cây 6 năm tuổi nhá. Đấy, số lượng thì em thả không có nhiều đâu, 350.000 một cây, đa châu hồng cánh sen. Đa châu hồng mỹ nhân. Và tiếp theo đây, đây là bốn giỏ kiều của nhà em này. Đó, anh chị em có nhìn thấy đây là kiều tím nhá. Nếu mà nói về kiều thì anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Kiều tím là một trong những cái dòng kiều rất là đẹp này. Đó, giá trị kinh tế cũng rất là cao nữa. Nếu mà chúng ta mua hàng kg thôi thì nó rơi khoảng tầm 350 400.000 một cân đúng không ạ? Đó, hàng đây là hàng em thả đã thuần này, nó đã bám rễ rồi đây mọi người nhìn qua, đã thấy bám rễ rồi từ năm tháng 10 năm ngoái rồi. Đó, mua về thì chúng ta chỉ việc là chúng ta treo là chúng ta thưởng thức thôi. Đó, tới nó sẽ cho hoa đấy ạ. Mỗi một chậu của nó cũng khó là nhiều thân tơ, khoảng 2 đến 3 thân tơ rồi đấy ạ. Đấy. Trong hoa lan thì chúng ta những cái cây thân dài như này ạ, chúng ta sẽ không cắt đi đâu nhá, để nó nuôi dưỡng những cái thân tơ. Em thảo bán em sẽ không quay từng giò nữa mà em thảo bán đồng giá luôn. Là 350.000 một giò nhé cả nhà nhá. 350.000 một giò, mua 2 giò, em thảo bao ship cho cả nhà. Và đây là những chậu cốc trầm tím của nhà em này. Là những cái cốc này rất là đẹp luôn, khoảng từ 4 cho đến 5 đầu một cốc. Cây của nó cao khoảng từ 3 cho đến 8 cm, không có là to đâu nhưng mà Tết này chắc chắn là sẽ cho hoa nhá. Hoa của nó rất là thơm, người ta nói là hương thơm như hương trầm đúng không ạ? Và hoa trầm này là nằm trong top 10 loại hoa lan có giá trị kinh tế và mặt bông đẹp nhất đúng không ạ? Bình thường là em thả bán 250 một chậu như này. Đấy, em thả bán ngày hôm nay là bán 130.000 một chậu. Đấy, mua 2 chậu em thả bán 250 nhá cả nhà nhá. 250 một chậu, trầm tím rất là đẹp. Và đây là những cái cây kiếm của nhà em, là dòng kiếm lá ngắn nhá. Đó, dòng kiếm lá ngắn có cả lá láng và lá nhăn, chủ yếu là lá nhăn là nhiều này. Anh chị em có nhìn thấy này, rất anh chị em nhiều anh chị em thích đúng không ạ? Đó, một rảnh một chậu của nó sẽ rơi vào khoảng tầm ôi nhiều lắm, khoảng tầm 6 rảnh cơ, tầm 6 giả hành nhá. Đó, cây lá ngắn rất là đẹp. Đấy, kiếm hoa vàng hết luôn, hoa chuẩn nhá. Đây là hàng của Thái. Em thảo bán với giá là 240.000 một cây kiếm như này. Em nhìn này, em toàn là hàng chọn, em chọn cho cả nhà toàn những cái rễ nhiều thân thôi. Đó, em có hai loại kiếm. Bên này thì là kiếm hoa vàng lưỡi trắng, còn đây là hoa vàng hết luôn. Đây là hoa vàng lưỡi trắng hàng cao cấp của nhà em. Cái dòng này thì nhìn thoáng qua rất là giống với kiếm xanh Huế đúng không ạ? Đây là dòng kiếm lá láng nhé cả nhà nhé. Đây là hàng cao cấp. Em tạm bán với giá là 350.000 một chậu. Nếu mà anh chị em nào muốn em tách theo thân thì nếu mà có thời gian thì em thả sẽ tách theo thân em bán cho mọi người. Đó, hoa của nó đẹp lắm. Nếu mà chơi mặt bông thì chúng ta vừa mua cái loại này. Cây của nó cao hơn so với cái dòng kiếm vàng này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Nó cao hơn nhiều ấy. Và trong này đây ạ, đây là một trong cái dòng dáng hương hàng đột biến của nhà em này, dáng hương tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng đúng không ạ? Nếu mà bình thường thì nó sẽ có 3 màu là màu trắng, tím và màu vàng, còn hôm nay là hàng đột biến. Nếu mà 2 năm trước thì nó sẽ vào rơi khoảng tầm 1,2 triệu một chậu như này. Ngày hôm nay em thảo bán với giá là 250.000 một cây, dáng hương tam bảo sắc hàng đột biến nhá. Đó, trên này đây chính là cây kiếm này, đây là không phải nhầm, đa châu lá kiếm nhá. Cái dòng này đang hot lắm. Đó, đang năm nay là rộ lên cái dòng đa chậu lạc kiếm này. Đa chậu thì nó hoa của nó nở vào Tết rồi. Đó, bây giờ càng ngày càng chú ý đến cái dòng lá của nó, chơi thân lá rất là xinh luôn ạ. Đa chậu kiếm em thả bán là 280.000 một cây. Đó, 280.000 một cây nhá. Anh chị em yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Đây là dòng lá bản cứng này, thân xanh ngọc rất là xinh luôn này. Đấy, dòng lá của nó cực kỳ là đẹp luôn ạ. Có thể nói là giống như lá mít luôn đúng không ạ? Và đây là dáng hương, đây là dáng hương tam bảo sắc này. Đó, đây là hàng rừng chuẩn luôn. Đấy, anh chị em, cái dòng này cực kỳ là dễ, có thể nói là dễ nhất trong dòng dáng hương rồi. Em thả bán theo bó nhá. Mỗi một bó như này là em thả bán với giá là 60.000 một bó. Một bó này chúng ta ghép được một giò luôn. Đây, người nhìn thấy các bạn. Đó, cây của nó có cây của nó thì đây, có lá xếp rất là xinh này. Đó, cái này thì em sẽ lấy ra để em ghép, còn những cái giò nào có lá của nó xinh thì em thả sẽ chọn cho mọi người này. Đó. Và tiếp theo đây, sang đây là hoàng thảo đùi gà tròn hàng Tây Bắc nhá. Đùi gà tròn là một trong cái dòng đùi gà rất là sai hoa, sai hơn đùi gà dẹt, và hoa của nó tím đậm và rất thơm. Dòng này hoa nở bền lắm. Em thảo bán với giá là 60.000 một bó, mua theo cân. Em bán là 230.000 một cân, hàng đẹp tuyển chọn như này các bạn. Mọi người nhìn này các bạn. Đó, nó là hàng rừng nhá cả nhà nhá. Đó. Những cái rễ nhỏ nhỏ này, có cả thân tơ lẫn thân già gối nhau. Và bên này đây ạ. Bên này đây.
Kiếm thì nó mỗi một chậu lúc này em nói đã kiếm này nó có khoảng tầm 4 tép trở lên đấy. Đó, đẹp lắm. Đây, đây là giáng hương cẩm báo nhá. Giáng hương cẩm báo em thảo bán với giá là 50.000 một bó. 50.000 một bó nhá. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm một bó như này chúng ta trồng được một một giò rất là xinh rồi. Còn theo cân là em thảo bán là 230.000 một cân. Anh chị em có thể lấy theo cân theo bó đều được nhá. Và đây là những bảng hạc vĩ thiên cung này. Đó, hạc vĩ thiên cung lứ bố đúng không ạ? Rất là đẹp luôn, cây của nó hiện tại này. Đó, cao khoảng tầm 40 cm rồi đấy. Có khá là nhiều thân tơ này, hạc vĩ thiên cung lứ bố trước giờ được rất nhiều anh chị em yêu mến đúng không ạ? Ngày trước em thảo bán những cái giỏ nhỏ nhỏ thôi đã rơi khoảng 100.000 rồi. Những cái bảng đẹp như này là em thảo bán với giá là 180.000 này, có nhiều thân lắm. Rất là nhiều thân luôn, khoảng tầm từ 8 thân trở lên đấy. Em thảo bán với giá là 180.000 một bảng, mua hai bảng là 350 nhá. Đấy, hạc vĩ thiên cung. Và đây em còn có một giò long tu xuân này. Đó, hoa của nó đã nở vào mùa xuân. Hoa rất là đẹp nhá. Giò này em thảo bán với giá là 250.000. Đó, em xảo xem có bao nhiêu dề nào. Chắc tầm 10 thân đấy ạ. Rất là đẹp luôn này. Cây cao khoảng tầm 20 cm rồi. Và cây khỏe lắm. Đây là những cây vanda của nhà em, dòng chơi thân lá nhá. Hàng thì do là vận chuyển đấy ạ. Do vận chuyển nên là nó bị dập lá này. Anh chị em nhìn thấy bị dập lá. Em thảo bánh thanh lý là 100.000 một giò. Đó, số lượng em thảo còn có 3 giò thôi này. Đó, dòng này chơi thân, chơi dễ, rất là khỏe luôn. Đó, khoảng tầm. Và đây, đây là một trong những cái dòng hoa hoàng thảo rất là đẹp này. Đó, đây là hoàng thảo xoắn nhé cả nhà nhá. Hoàng thảo xoắn hàng bảng gỗ như này, khoảng tầm mấy thân tơ đây? Khoảng tầm 5 thân tơ trở lên. Riêng hàng kg thì bây giờ hoàng thảo xoắn để mà nói ở trên thị trường thì không còn nhiều đúng không ạ? Và nếu mà hàng kg rơi khoảng tầm 300.000 một cân đấy ạ. Và chúng ta thuần hàng rừng thì chưa chắc đã sống đúng không ạ? Còn đây là hàng đã thuần và mọi người nhìn thấy cái rễ của nó khỏe quá. Rễ của nó có đầu xanh như này rất là khỏe nhá, rất là khỏe và chúng ta về chúng ta chỉ việc treo lên thôi. Chúng ta không thích thì chúng ta ghép vào thêm một cái bảng gỗ cho là ok rồi. Đó. Hoàng thảo xoắn em thảo bán với giá là 200.000 một bảng thôi. Đó, 200.000 một bảng cho hoàng thảo lụa vàng. Hoàng thảo lụa vàng thì em thảo chỉ có bằng này thôi. Đó nên em thảo sẽ bán theo bó nhá. Em bán 80.000 một bó và bó như này chúng ta thoải mái trồng một giò này. Anh chị em có nhìn thấy cây của nó này. Cây thực tế của nó thì cũng giống như kim điệp xuân thôi, có thân tơ, thân già xen kẽ nhá. Và hiện tại thì cây cũng đang xuống lá nên là khi mà em gửi cho cả nhà lá vàng như này em sẽ bớt đi. Và khi mà em gửi cho cả nhà thì lá nó cũng còn sẽ vàng nữa bởi vì là hàng của nó sẽ bị mất nước. Và giáng hương đuôi chồn này cả nhà có nhìn thấy này, giáng hương đuôi chồn em thảo bán theo bó nhé cả nhà nhá. Đó, mỗi một bó của nó là 130.000. đó, mua theo cân là 250.000 một cân nhá. Đó, giáng hương đuôi chồn mọi người nhìn thấy cái như này thì ngồng hoa của nó chứng tỏ ngồng hoa của nó sẽ rất là dài đấy ạ. Đó, có những cái quả như này rất là xinh. Tiếp theo đây là ý ngọc nhé cả nhà nhá. Ý ngọc em thảo bán là 60.000 một bó, mua theo cân là em thảo bán với giá là 220.000 một cân. Hoàng thảo ý ngọc hoa của nó đẹp như cả nhà đang nhìn trên màn hình này đấy ạ. Và cây thực tế của nó đây, mỗi một rảnh như này nó sẽ có khoảng từ một thân tơ này. Đó, trong thân trong hoa lan thì nó là thân già nuôi dưỡng thân tơ đúng không ạ? Đó, mọi người nhìn thấy không ạ? Nên tới này nó sẽ cho những cái mầm gốc rất là khỏe luôn khi mà mùa xuân đến đấy ạ. Đây là hoàng thảo sunny, hoa của nó là hoa màu vàng mắt đen rất là đẹp nhá, rất là giống với sơn thủy tiên đột biến đúng không ạ? Mỗi một cây của nó hiện tại thì đang rụng lá chuẩn bị cho bông rồi nên là chúng ta mua về vừa làm giống vừa để cho bông luôn đấy ạ. Đó, cây nào đã thắt ngọn rồi, thắt ngọn nên là nó rụng lá đấy, mọi người nhìn quá. Đó, em thảo bán là 250.000 được hai cây. Đó, nếu mà mua lẻ là 130.000 một cây nhá. Đó, hoàng thảo sunny. Và đây là những cái cây trầm va của nhà em này. Đây là hoa, đây là trầm trắng nhá cả nhà nhá. Hoa chuẩn là trầm trắng tinh luôn. Trầm trắng này là em thảo bán với giá là 230.000 một cây. Số lượng thì em thảo không có nhiều đâu. Cây cao khoảng 30 cm, tới này sẽ cho bông luôn đấy ạ. Tới này cho bông luôn nên là anh chị em thoải mái mà ngắm hoa luôn này. Đấy, xinh chưa? Còn bên này đây là trúc Phật Bà này. Những cái chậu trúc Phật Bà thì anh chị em cũng biết rồi. Riêng nói đến trúc Phật Bà thôi là tất cả các cô chú anh chị đều yêu đúng không ạ? Đều yêu, đều thích luôn. Nhưng mà cái dòng này cơ bản là nó cũng hơi đồng đảnh. Đó, hoa của nó nở vào Tết rất là thơm, rất là đẹp đấy. Em cho cả nhà xem một vài mặt bông của nó đấy ạ. Đấy, xinh chưa? Trúc Phật Bà, bình thường là những cái chậu như này chúng ta mua hàng kg đã rơi khoảng tầm 500 một cân rồi đúng không ạ? Hôm nay thì em thảo bán những cái giỏ như này đã thuần sẵn rồi. Anh chị em mua về thì chúng ta chỉ việc là tưới nước và chờ hoa tới thôi. Cũng có một số cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho bông rồi. Em bán 130.000 một chậu, mua 2 chậu là 250.000 này. Đó, rất là đẹp luôn. Trúc Phật Bà hàng thuần. Nên đây là những chậu cây phi điệp của nhà em Thảo này, hàng vừa mới về luôn đấy ạ. Đây là phi điệp gieo hạt cây năm 2.
Em Thảo bán đồng giá ở cái chỗ em Thảo đang bày này là với giá 170.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán là 300.000 nhá. Đầu tiên đây chính là cây phi điệp hồng Gia Lai này. Đấy, cây của nó rất là khỏe luôn. Cây cao từ 10 đến 15 cm, gồm có 1 đến 2 thân nhá. Nếu mà 1 thân thì nó sẽ cao khoảng tầm 15 đến 18 cm, còn 2 thân nó cao khoảng tầm 10 cm thôi. Nhưng mà cây của nó nhìn thấy là lá của nó rất là đanh luôn, rất là khỏe cây. Và hàng gieo hạt khác với hàng những cái con kiến rừng ở chỗ đó chính là nó có sự tác động của con người thôi. Đó, vì nó có sự tác động của con người nên là cây của nó rất là khỏe và đẹp đấy ạ. Đó, hồng Gia Lai nếu mà tính với hàng va đấy ạ, có thời gian lên đỉnh điểm đến 15 triệu 1 cm đúng không ạ? Đây là hàng hạt của nó. Đó. Tiếp theo đây là hồng Mắt Ngọc, không phải cô chú anh chị nào cũng có điều kiện chúng ta bỏ ra 50 đến 100 triệu để mua một giò hoa lan đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không chắc tay thì nó mà chết đi một cái thì rất là buồn đúng không nào? Đó, bên này hồng Gia Lai này. Hồng Mắt Ngọc này em Thảo cũng bán với giá 170.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán là 300.000. Đấy. Rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Tiếp theo bên này đây là những cái chậu cây phi điệp gì đây? Ám Mắt Châu Lưng Xanh này. Đó, cái đợt vừa rồi Ám Mắt Châu Lưng Xanh Phú Thọ của nhà em được rất nhiều anh chị em yêu mến đúng không ạ? Đó, đây là hàng gieo hạt cây 52, em Thảo bán với giá 170.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán với giá là 300.000 nhá. Đó, cây của nó rất là xinh xắn dễ thương đấy ạ. 170.000 một chậu thôi, anh chị em nào mua lẻ thì như thế. Và tiếp theo đây là cây phi điệp Hồng Minh Châu. Phi điệp Hồng Minh Châu lên thời gian đỉnh điểm những cái hàng của nó đấy ạ. Đây là mặt bông mẹ của nó này. Lên đỉnh điểm có thời kỳ nó lên khoảng tầm 10 triệu trên 1 cm đúng không ạ? Cây của nó rất là khỏe và đẹp đấy ạ. Đó, đây là hàng hạt 52 của nó này. Mọi người nhìn này. Đó. Em Thảo bán 170.000 một chậu, mua 2 chậu là em Thảo bán 300.000 nhá. Đó, đây là em Thảo đang làm hàng ra để em lát nữa em sẽ quay livestream bán đây. Và tiếp theo đây, bên này đây là hồng Yên Thủy này. Đó, em Thảo có mấy loại thôi. Hồng Yên Thủy hàng gieo hạt. Đó, hồng Yên Thủy là một cái mặt bông rất là đẹp đúng không ạ? Và hàng gieo hạt của nó, hàng va của nó đấy ạ, hàng ươm ki của nó rơi khoảng tầm 10 triệu, 12 triệu 1 cm đúng không nào? Đó. Và đây là hàng hạt 52 em Thảo bán với giá là 170.000 một chậu, mua 2 chậu là 300.000 nhá mọi người nhá. Em Thảo quay nhanh thôi bởi vì em còn có những cái mặt hàng cây giống ở trong nhà nữa này. Đó. Tiếp theo bên này đây là những cái chậu cây phi điệp Ám Mắt Đỏ Tân Lạc Hòa Bình. Đó. Ám Mắt Đỏ Tân Lạc Hòa Bình thì cây nó, nếu mà so sánh thì cây nó lớn hơn so với những cây khác một chút xíu. Đó, mọi người nhìn thấy lá ở của vùng phi điệp Hòa Bình lúc nào nó cũng đanh hơn và nó khỏe cây hơn đúng không ạ? Đặc biệt là tất cả những cái dòng này đang đi ngọn rất là khỏe. Em Thảo bán Mắt Đỏ Tân Lạc Hòa Bình với giá là 170.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán là 300.000 nhá. Giá chỉ có ngày hôm nay thôi, em có mấy mã thôi là em hết hàng. Đó. Tiếp theo bên này đây là những cái chậu cây phi điệp Hồng Mỹ Nhân. Đó, Hồng Mỹ Nhân hàng gieo hạt của nhà em Thảo, mỗi một chậu của nó từ 1 thân, nhiều 1 thân thôi. Một thân nó cao khoảng từ 15-20 cm đấy mọi người nhìn này. Lá nó rất là đẹp luôn. Em Thảo bán với giá 170.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán 300.000 cho cô chú anh chị yêu mến nhá. Đó là cây phi điệp Hồng Mỹ Nhân, mặt bông mẹ của nó và cây của nó cũng đang đi ngọn rất là lực. Cây cao khoảng từ 15-20 cm. Và bên này đây là cây phi điệp gì đây? Hồng Liên Anh. Đó, số lượng thì em Thảo cũng không có nhiều đâu. Em Thảo bán với giá 170.000 một chậu, mua 2 chậu em Thảo bán với giá là 300.000 nhá. Đó, toàn những cái cây rất là khỏe từ 15-20 cm đấy, cây xinh lắm. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta phải sưu tầm. Em Thảo vừa mới quay đấy ạ. Đó. Còn ở trên này đây. Ở trên này là những cái dòng cây phi điệp khác của nhà em. Em sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng cây nhá. Rất là đẹp luôn. Một hàng cao cấp của nhà em Thảo nữa, đó chính là cây phi điệp Nữ Hoàng Mặt Trời. Đó, mặt bông của nó cả nhà có thể nhìn thấy. Năm ngoái thì cái mặt bông này mọi người hay trêu nhau với cái tên là HO đỏ đúng không ạ? Đó, năm ngoái thì em Thảo có bán theo hình đấy ạ. Năm nay thì nhà em Thảo cũng không có nhiều. Với mặt bông đỏ tươi, dòng hoa này rất là đặc biệt ở chỗ đó chính là hoa nở vào Tết nên là được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đấy ạ. Năm nay mà chúng ta chăm sóc thì là cuối năm nay là chúng ta sẽ được xem hoa luôn rồi. Đây là cây 52 nên là độ thích nghi môi trường của nó rất là cao. Đây là hàng cao cấp của nhà em nhá. Hàng VIP luôn đấy ạ. Nữ hoàng đỏ này cây cao khoảng từ 25 cho đến 30 cm. Nếu mà dòng 2 thân đó. Còn dòng 3 thân thì nó sẽ thấp hơn một chút này, mọi người nhìn thấy này. Cũng bằng đấy này, rất là xinh luôn. Nữ hoàng mặt trời này em Thảo bán với giá là 320.000 một chậu. Cô chú anh chị nào mua 2 chậu là 640.000 thì em Thảo bao ship cho mọi người. Đó, cây này nói chung là rất là xinh luôn.
thật sự là rất là đáng để chúng ta sưu tầm đấy ạ. Bởi vì nếu mà nói về dòng phi điệp mà có mặt bông đỏ rực như này thì hiện nay trên thị trường là chưa có đâu ngoài cái nữ hoàng mặt trời đỏ này đấy ạ. Bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng bạch tuyết hàng gieo hạt của nhà em Thảo. Cô chú anh chị các bạn nhìn thấy mỗi một chậu của nó hiện tại đang đi ngọn rất là lực này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, dòng chơi thân chơi lá cực kỳ là đã luôn ạ. Đáp ứng được yêu cầu của người chơi là chơi thân này. Đã chơi thân lại còn chơi lá đúng không ạ? Thân của nó rất là mập mạp này, lá của nó là lá xếp mít. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Và tiếp theo là cái dòng này dòng thân xanh nên là chúng ta là một tấm vé số để chúng ta săn những cái mặt bông đẹp đúng không ạ? Và trong hoa lan thì khi mà chúng ta đã chơi hoa lan rồi thì sổ ra mặt bông nào nó cũng xinh hết ạ, đúng không ạ? Đấy. Năm cái trắng bạch tuyết ngày hôm nay bình thường những chậu này em Thảo bán là 250. Nhưng mà em Thảo tri ân nhân dịp cuối tuần với giá là 295.000 một chậu một cặp như em Thảo đang cầm trên tay này đây. Đó. Cây cao từ 19 cho đến 20 cm, có cây cao 17, từ 17 đến 20 cm, mọi người nhìn thấy ạ. Dòng lá này rất là đẹp luôn, dòng thân xanh rất là xinh. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng Phú Thọ hàng gieo hạt, cũng là cây 52 của nhà em. Đó, mỗi một chậu của nó gồm có hai thân. Mặt bông mẹ rất là xinh và đẹp đúng không ạ? Bây giờ hiện tại mà giao dịch trên thị trường thì cũng phải mấy triệu cho một centi đúng không ạ? Đó. Cây cao từ 10 đến 12 cm. Một chậu gồm có hai thân rất là đẹp đúng không ạ? Em Thảo bán bình thường những chậu này là 250 một chậu, hôm nay em bán là 295.000 một chậu như này. Đó, nếu mà bây giờ chúng ta mua lẻ là em Thảo bán 200.000 nhá. Đó. Và tất nhiên là tất cả các cô chú anh chị khi mua hoa lan của nhà em Thảo ngày hôm nay thì cũng đều được tặng một gói siêu lân đúng không nào? Đó, rất là đẹp và khỏe cây, mọi người nhìn thấy này. Đó. Và cô chú anh chị khi mua một cặp là 5 cái trắng Phú Thọ và một cặp 5 cái trắng Bạch Tuyết thì em Thảo cũng bán là 295.000 cho cô chú anh chị yêu mến để chúng ta săn vé số nhá. Đó, rất là đẹp cây. Và bên này đây là những chậu cây phi điệp 5 cái trắng Lâm Sung rất là đẹp của nhà em Thảo, mỗi một chậu của nó gồm có một thân. Cây cao khoảng từ 14 đến 15 cm rất là đẹp đấy ạ. Hiện tại thì cây đang đi ngọn rất là lực. Đó, em Thảo bán lẻ là bình thường những chậu này là 240.000 đúng không ạ? Hôm nay em Thảo chỉ bán với giá là 295.000 được một cặp này. Đó, tức là cô chú anh chị có thể lấy cả 5 cái trắng Phú Thọ hoặc là 5 cái trắng Lâm Sung, hoặc là 5 cái trắng Lâm Sung với 5 cái trắng Bạch Tuyết thì em Thảo cũng đều bán với giá 295.000 thôi nhé cả nhà nhé. Đó, cây rất là khỏe và rất là đẹp đấy ạ. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta phải sưu tầm một vài chậu về chúng ta trồng, bởi vì cây của nó cây nào. Và đây là cái combo của nhà em Thảo, em đặt tên là combo lộc lá. Bình thường những cái chậu này là cây 52 nhé cả nhà nhé. Em Thảo bán là 75.000 được qua. Hôm nay thì anh chị em mua theo combo thì em chỉ bán với giá là 230.000 một combo thôi ạ. Cây cao khoảng từ 4 cho đến 5 cm. Đó, cây 52 nhé cả nhà nhé. Đây, combo lộc lá thì gồm có là phi điệp lá mít Hòa Bình này, phi điệp Bảo Bảo này, phi điệp Ám Phú Thọ, phi điệp Ám Hòa Bình, phi điệp Hồng Mỹ Nhân, phi điệp Hòn Hèo Nha Trang, phi điệp Sơn Điền Cánh Mai, phi điệp Hồng Yên Thủy, phi điệp Gái Nhảy và dòng Di Linh Xuân. Đây ạ. Đó, cả nhà có nhìn thấy đây. Đây chính là combo của nó, từng cây này rất là đẹp nhá cả nhà nhá. Đó, đây là cây lá mít Hòa Bình này, anh chị em có nhìn thấy này. Đó. Tiếp theo là dòng cây Hòn Hèo Nha Trang này, cả nhà có nhìn thấy này. Rất là xinh đúng không ạ? Bên này đây là cây Sơn Điền Cánh Mai, cây 52 nhá cả nhà nhá. Đây là cây giống từ 1 đến 2 thân rất là đẹp này, cây Di Linh Xuân này. Em Thảo đã đánh dấu cho mọi người hết rồi nên là mọi người yên tâm mua về thì chúng ta sẽ chỉ việc thay chậu thôi ạ. Đây là cây hồng, là cây hồng mỹ nhân này. Đó. Bên này đây là cây gái nhảy này. Đó. Cây này là cây ám hòa bình. Đây, cây hồng yên thủy này. Đây là cây ám phú thọ này. Đó. Và cuối cùng là cây phi điệp Bảo Bảo, cả nhà có nhìn thấy này. Đó. Combo 5 cây này em Thảo chỉ bán 230.000 thôi ạ, chưa ăn quý khách hàng luôn, giá này chưa bao giờ có luôn đấy ạ. Còn bên này một cái dòng hoa cực kỳ được nhiều cô chú anh chị yêu mến và nó là cái dòng tiêu chuẩn nét đẹp của cái dòng trầm, đó chính là trầm cửu long, cây rất là cao. Đây ạ, cây cao khoảng từ 50 cm rồi đấy ạ. Nhìn thấy không ạ? Cây này mà chúng ta chăm sóc tốt thì nó sẽ cao khoảng tầm 2 m. Đó, còn đặt phi 21 đúng không ạ? Rất xinh, cây lá của nó này, thân này đẹp lắm. Chúng ta phải mua 2-3 chậu và chúng ta trồng một chậu cũng đẹp lắm đây này. Cây khỏe, chúng ta mua về đây. Đẹp cực kỳ luôn. Đó. Trầm cửu long có mặt bông đẹp, thơm, rõ nét nhất trong tất cả các dòng trầm và nó là tiêu chuẩn nét đẹp của những cái dòng trầm khác. Em bán với giá là 280.000 một chậu. Một chậu gồm một thân, lá cực kỳ là xinh luôn, bạn lá dày, đẹp,
cây đang đi ngọn cực kỳ là khỏe. Và cái riêng cái dòng trầm này thì nó có thể vừa đi ngọn và nó có thể vừa cho hoa được đấy ạ. Đó, xinh lắm. Em không có nhiều đâu nên là anh chị em nào yêu mến thì có thể là sưu tầm nhé. Đây là những chậu cây phi điệp, hàng thanh lý của nhà em Thảo, do em Thảo gửi nhầm do ghi sai số điện thoại, em Thảo sẽ quay thanh lý. Bình thường những chậu đẹp như này là em Thảo bán là hơn 200.000 đúng không ạ? Đó, hôm nay thì em Thảo sẽ bán thanh lý với giá rất là mềm luôn. Em Thảo có chia ra theo từng lô để cho cô chú chị dễ chọn nhá. Đầu tiên là 5 cái trắng bạch tuyết và 5 cái trắng hải dương. Đây là 5 cái trắng bạch tuyết này, 5 cái trắng hải dương, còn đây là 5 cái trắng bạch tuyết. Đó, em có 3 phần. Bạch tuyết thì là từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 15 cho đến 18 cm, chủ yếu là một thân thôi nhé cả nhà nhé. Đây này, có một thân này. Đó. Còn 5 cái trắng hải dương khoảng từ 2 3 thân thì nó cao khoảng từ 6 cho đến 10 cm. Là 5 cái trắng hải dương này em đo cho mọi người xem. Đó. Và tiếp theo lô số 2 là bệt môi tuyết này, bệt môi tuyết và 5 cái trắng cầu vồng. Đây. Mọi nhìn thấy là lô số 2 nhá. 295.000 một cặp, bình thường như này là em Thảo đã bán 230 đến 250 đúng không ạ? Đó. Cây bệt môi tuyết là mọi người biết rồi, bệt là một trong những mặt bông có rất là có giá trị đúng không ạ? Để cắt một cái cây để mà mua một cây hơi có hoa ở trên thân đấy ạ, bệt đấy ạ, thì nó rơi vào khoảng từ 5 đến 7 triệu mà nó chỉ khoảng 1 đến 2 thân tơ thôi. Còn mua một giò mẹ to đấy khoảng tầm chục triệu trở lên đấy ạ. Đó, cây của nó cao khoảng từ 6 đến 8 cm này. Bệt đấy ạ. Còn cây 5 cái trắng cầu vồng này thì nó cao khoảng từ 15 cm. Tiếp theo là lô số 3. Lô số 3 gồm có là cây 5 cái trắng ngọc bích và cây bệt ma bó. Riêng nói về hàng ươm ki, chưa biết mặt bông của vùng ma bó đã rơi khoảng tầm 6 cho đến 800.000 một chậu đúng không ạ? Còn nếu mà có hoa trên thân là rơi khoảng từ 7 đến 10 triệu một chậu luôn đấy ạ. Đó, đây là lô số 3 nhá. Lô số 3 thì cây 5 cái trắng ngọc bích thì nó khoảng 2-3 thân. Nó không có là cao đâu, nó chỉ cao khoảng từ 12 đến 15 cm. Còn cây bệt ma bó nó khoảng tầm 3 thân, cao khoảng từ 7 cho đến 8 cm. Người nhìn này, đây. Nó rất là nhiều thân và cây lá của nó rất là đanh và rất là khỏe nhá. 295.000 một cặp. Mua 2 cặp em Thảo free ship. Và mua một cặp thì em Thảo cũng sẽ tặng cho cả nhà một lọ phân bón cao cấp chuyên dụng cho hoa lan. Nếu mà chúng ta có hoa hồng thì chúng ta cũng có thể sử dụng hoa cho hoa hồng. Và bên này đây là một chậu hồng búp hai, một hồng búp bê và 5 cái trắng hiển oanh. Đó. Bình thường nếu mà mọi người có nhìn thấy thoáng qua rất giống với hàng ươm ki đúng không ạ? Riêng dòng 5 cái trắng hiển oanh đã mà một chậu em Thảo đang cầm trên tay hàng ươm ki hàng va của nó thì nó không bao giờ dưới giá 100 triệu đúng không ạ? Đó, còn đây là hàng hạt, một tấm vé số cho cô chú anh chị thôi ạ. Hồng búp bê thì nó khoảng tầm 2 đến 3 thân, là cây của nó không quá là cao đâu. Qua khoảng từ 6 cho đến 8 cm thôi. Đây. Đó, mỗi một phần thì em Thảo có 3 lô. Đó, mua 2 cặp thì em Thảo free ship và mua 1 cặp thì em Thảo cũng sẽ tặng cho cả nhà một lọ phân bón để chúng ta dùng thử, và sau 1 tuần thôi thì chúng ta sẽ thấy cây của chúng ta có sự khác biệt là nó xanh tươi rất là đẹp luôn đấy ạ. Và bên này đây là một số mặt hàng em Thảo cũng vừa mới về xong này. Đó, ví dụ là những cái chậu hình hồng minh châu rất là đẹp luôn. Đó, mọi người có nhìn thấy nhá. Em Thảo sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng cây luôn. Đó, rất là xinh xắn và dễ thương. Đây là 5 cái trắng lâm sung này, xinh chưa? Đó, 5 cái trắng lâm sung và 5 cái trắng phú thọ rất là đẹp luôn. Và vào mùa này thì mưa nắng rất thất thường đúng không ạ? Gia đình em Thảo đang cất vào để gửi cho cả nhà đấy ạ. Đây là những cái bảng trầm thân thủ của nhà em. Đó là hàng cao cấp nhé cả nhà nhé. Còn hàng bình thường thì nhà em Thảo bán chỉ là 300.000 ba chậu đúng không ạ? Trầm thân thủ mọi người nhìn thấy so sánh giữa cái ngón tay của em nhé. Đó, nếu mà được chúng ta chăm sóc tốt nó phải cao khoảng tầm 2m, 2m7 đấy ạ. Đó, cái bản lá của nó là dòng lá to lắm. Bản lá của nó đây, 3-4 cm rồi. Và trầm này là cái dòng trầm rất là thơm, rất là sai hoa và chơi thân lá thì cực kỳ là đã luôn, đang rất là mập mạp đấy ạ. Em Thảo bán bình thường là 350.000 một bảng đúng không ạ? Hôm nay em Thảo bán là 250.000 một bảng trầm thân thủ hàng cao cấp của nhà em. Đây là hàng tuyển chọn em gửi cho cả nhà nên là cô chú chị yên tâm nhá. Đó, còn hàng bình thường là em Thảo bán với giá là 300.000 được 3 chậu đúng không ạ? Và trầm tím thì là nằm trong top 10 loại hoa lan có mặt bông đẹp và thơm đúng không ạ? Có giá trị kinh tế rất là cao nữa. Và đặc biệt đây là dòng thân thủ nên là cô chú chị nào đi qua mà muốn sưu tầm thì chúng ta có thể sưu tầm cho mình đấy ạ. Một loại rất là xịn sò của nhà em đó chính là trầm tím rừng. Đây là hàng rừng thuần nhé cả nhà nhé. Anh chị em biết rồi đúng không ạ? Trầm tím nằm trong top 10 loại hoa lan có giá trị kinh tế và về giá trị thẩm mỹ cao nhất đúng không nào? Đó, và đây là hàng rừng thuần nên là cái mặt bông của nó thì anh chị em biết rồi đúng không ạ? Tím lịm luôn này, rất là thơm luôn ạ. Chỉ cần nở một bông thôi là đi ra đi vào là thấy rộn ràng luôn rồi. Đây là hàng xịn sò cao cấp của nhà em đấy ạ. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy.
Em số lượng thì em thảo chỉ có 20 bảng thôi. Cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta sưu tầm. Em thảo bán 250 một bảng. Lá của nó này, nhìn thấy lá của nó phê chưa? Lá của nó rất là to luôn, khỏe cây này, rễ của nó này. Đó, rễ của nó bám vào đây. Anh chị em mua về chúng ta việc treo và chờ hoa thôi. Tới này cho hoa luôn đấy ạ. Đó, năm tới là cho bông luôn. Đấy, nhìn rất là đẹp. Em thảo số lượng có 20 bảng thôi. Nhìn cái thân của nó vàng như này ấy, là nó là ăn nắng rất là khỏe cây đấy ạ. Bên này đây là những chậu cây đai châu 10 năm tuổi của nhà em. Đây gọi là châu cụ, hàng cao cấp của nhà em nhá. Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Đai châu là một trong cái dòng hoa được toàn dân trên thế giới yêu mến đúng không ạ? Bởi vì hoa của nó nở vào Tết Dương lịch này, hoa của nó bền khoảng từ 1 đến 2 tháng. Đó, đặc biệt là màu này được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến nữa, chính là màu hồng hoàng đế hay gọi là hồng sắc pháo. Đó, một trong cái mặt hờ bông mà chúng ta có trưng cho mình một giò Tết ạ. Nó sẽ tượng trưng cho may mắn và tài lộc đúng không ạ? Và đặc biệt đây là dòng lá xếp đó, riêng chơi thân lá thì đã là mê, cực kỳ là mê luôn rồi ạ. Đó, em thảo bán với giá là 800.000 một chậu. Đó, 800.000 một chậu nhá. Đây là cái dòng cây của nó có cái lá kẻ ở cái lá rất là đẹp này. Tiếp theo nữa đó chính là dòng lá xếp, bản lá xếp cực kỳ là đẹp luôn. Em thảo có 3 cây bị lỗi lá trong quá trình vận chuyển, em thảo bán thanh lý là 650. Đó, cây này là hàng cao cấp nên là cô chú anh chị nào chúng ta yêu mến thì chúng ta sưu tầm. Gia đình em thảo tri ân quý khách hàng những chậu cây hoa hoàng tử áo đỏ hay gọi là ren red, một dòng hoa đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng. Chính vì vậy được rất nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta tặng quà nhau năm mới, khai trương cửa hàng, mừng quà tân gia, hoặc là treo các nhà vườn hoặc các sảnh công ty đều đẹp đúng không ạ? Một dòng hoa có thể chơi thân này và chơi rễ này. Em đặt xuống như này thì cả nhà cũng nhìn thấy rõ hơn cây của nó. Màu đỏ, màu đen lại may mắn mỗi khi dịp Tết xuân về được không ạ? Dòng hoa này chúng ta phải trồng vào chậu hoặc là chúng ta có thể là ghép vào gỗ, một hoặc là nhiều thân vào thành một chùm cũng rất là xinh. Gia đình em chiên quý khách hàng từ 250.000 xuống nay chỉ còn có 200.000 một chậu nhá. Cô chú anh chị nào mua từ một chậu thì em cũng gửi. Và để chào đón năm 2020 may mắn phát tài phát lộc thì chúng ta nên mua một cái chậu hoa hoàng tử áo đỏ này về để chúng ta thu hút tài lộc về gia đình của mình được không ạ? Cây cực kỳ là xinh mà giá chỉ có 200.000 nên là cô chú anh chị nào yêu mến thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo để đặt hàng nhé. Đây là những chậu cây hoàng thảo tím hay gọi là hoàng thảo đùi gà. Đó, cái dòng này là dòng đùi gà tròn nhé cả nhà nhé. Đó, mỗi một chậu của nó là từ 10 thân tơ trở lên. Đó, cây rất là xinh luôn mọi người nhìn thấy không ạ? Đang đi rễ, đang đi ngọn rất là đẹp luôn. Đó, mà mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? Đây là một trong cái dòng hoa rất là sai hoa này. Hoa của nó màu tím trắng rất là đẹp này. Mọi người nhìn thấy mặt bông của nó đấy ạ. Ở đây là hàng của rừng Tây Bắc nhé cả nhà nhé. Hoa của nó rất là tím đậm, rất là thơm và đặc biệt là rất là sai hoa nữa. Đây, có những cái giỏ rất là xinh này. Em thảo bán đồng giá luôn ạ. Em thảo bán đồng giá là 280.000 một chậu thôi nhá. Đó, riêng mua hàng kg thì chúng ta rơi khoảng tầm từ 200 cho đến 250 rồi. Và trồng thì cũng chưa chắc là sống được 100% đúng không ạ? Còn đây là hàng em thảo đã thuần sẵn cho mọi người rồi. Nên là cô chú anh chị mua về để chúng ta chỉ việc treo và tưới nước thôi và chờ hoa thôi ạ. Hoa của nó khi mà nó có hoa đấy ạ, chúng ta lấy vào trong nhà treo thì cực kỳ là đẹp luôn, rất là sang chảnh đúng không ạ? Đó, hoàng thảo đùi gà 280.000 một chậu. Đây là 5 chậu kiếm rừng của nhà em này. Đó, hàng chưa biết mặt bông nên là cơ hội cho cô chú anh chị săn cho mình những mặt bông đẹp. Đó, sở dĩ rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm những cái chậu kiếm rừng như này bởi vì là kiếm rừng là một trong những cái dòng kiếm rất là khỏe này. Người ta có câu là nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ cực kỳ là nhanh luôn. Mọi người nhìn hoạn dáng kiếm này. Đó, cái lô này là hàng tuyển của nhà em. Em toàn chọn những cái kiếm có cổ kiếm hình chữ V như này rất là đẹp này. Đó, anh chị em có nhìn thấy này, hiện tại thì cây đang mọc mầm rồi, mọc những cái thân tơ rất là xinh. Cũng giống như phi điệp đúng không ạ? Chúng ta mua phi điệp rừng về thì chúng ta vẫn chỉ biết là nó là có mặt bông như thế, nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết là lưỡi này, môi này nó như thế nào đúng không ạ? Và kiếm nó cũng vậy đấy ạ. Đó, em Thảo sẽ bán từng giò cho cả nhà. Chậu kiếm số 1 này, anh chị em có nhìn thấy này, cây rất là khỏe đúng không ạ? Đó. Chậu kiếm số 1 gồm cũng có 3 thân tơ nó mọc lên này, 4 thân tơ này, nhìn thấy xinh chưa? Đó. Nó là hàng rừng nên là chúng ta những cái lá ấy nó bị lỗi đúng không ạ? Nó như thế này là càng đậm trước hàng rừng ạ. Chậu số 1 em Thảo bán là 300.000. Đó. Tiếp theo chậu số 2, chậu số 2 này cũng đang mọc thân tơ này, mọi người nhìn thấy không ạ? Đang mọc mầm này. Đấy, dáng kiếm cực kỳ là xinh luôn. Em Thảo bán là 280.000 chậu số 2, anh chị em nào yêu mến đấy ạ. Đó. Chậu số 3. Đây là chậu số 3 này, tất cả các chậu đều đang mọc mầm này. Đó, nên người ta mới có câu lá nuôi một cây kiếm ở trong nhà giống như là nuôi một con lợn nái đúng không ạ? Cây rất là khỏe mà đẻ cực kỳ là nhanh luôn. Cây số 3 là 270.000 này.
Tiếp theo là cây số 4 270.000. Mọi người nhìn thấy các bạn, đó cũng đang mọc mầm này. Đấy, đây này này. Cây mọi người có nhìn thấy tổng quát của nó luôn. Đó, cây số 4 là 270.000. Và tiếp tục là cây cuối cùng này. Cây cuối cùng là cây đây, mọi người nhìn thấy này. Nó cũng đang mọc mầm nhá. Em thả bán với giá là 290.000. Đấy. Riêng mua hàng kg thôi thì chúng ta đã mua vào khoảng tầm từ 180 cho đến 250 một cân rồi đúng không ạ? Tùy hàng. Đó, hàng của em là em lựa cho cả nhà toàn những cái cây có cổ V, hình chữ V rất là xinh này mọi người nhìn thấy không ạ? Thảo xin giới thiệu đến cả nhà một cái dòng hoa Di Linh Xuân. Đây có cái thân của nó tím rất là đẹp này. Như cả nhà đang nhìn đấy ạ. Đó, thân của nó thì cũng không quá là cao đâu nhá, nó chỉ cao cao khoảng tầm 10 cm một chút xíu này, có cây nó thấp hơn. Đó, cái dòng của nó này, cái cốc của nó không to đâu. Nhưng mà cây nó đẹp lắm. Cốc của nó chắc khoảng 10 cm thôi. Đó, đây này. Đẹp lắm. Cây của nó thấp hơn, thấp thứ hai so với Yên Thủy đúng không ạ? Đây này. Đó. Mỗi một cốc. Có cốc là tím này. Nói chung là nó cây nào nó cũng gần gần như nhau đấy ạ. Có cây là hai thân tơ, nếu mà cây hai thân tơ này nó được nhiều hơn một chút. À nhầm, nó bự hơn một chút. Đó. Đây ạ. Đây. Và hàng ở bên trong này, đây là gia đình em Thảo đang đóng hàng để gửi cho cả nhà đấy ạ. Bởi vì là số lượng đơn hàng rất là nhiều nên là gia đình em phải đóng vào buổi tối nữa. Nên là cô chú anh chị nào mà sau 3-4 ngày mà chưa nhận được hàng thì có thể gọi điện lại cho em nhé. Bởi vì là nhiều khi là gia đình em hết mặt hàng này hoặc là hết mặt hàng kia thì bên em gọi lại cho anh chị em mà không chốt được lại đơn hàng ấy thì là gia đình em lại vẫn chưa gửi đâu ạ. Đó, và cái dòng Di Linh Xuân này em bán với giá rất là mềm thôi ạ, 260.000 một chậu Di Linh Xuân nhé cả nhà nhé. Như cả nhà đang nhìn đấy. Đó. À, phi điệp núi chúa này em bán là 250.000 một chậu. Đó, hàng vừa mới về nên là em phải quay luôn để không là trời tối. Vì là mỗi lần em Thảo quay là em Thảo sẽ chỉnh lại cái video để cho chúng ta có cả mặt bông luôn nên là nó sẽ hơi lâu một chút này. Đó. À, phi điệp núi chúa này là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích đúng không ạ? Và đây chính là cây phi điệp lộc bắc của gia đình em Thảo, chỉ có hai thân thôi ạ. Đó. Cây phi điệp lộc bắc hàng gieo hạt của gia đình em bán với giá cũng rất là mềm mà nó chỉ có hai thân thôi nên em chỉ bán với giá là 240.000 thôi. Như cả nhà đang nhìn đây ạ, cây lộc bắc này. Đó. Có 2 đến 3 thân thôi nhé, không có nhiều thân đâu. Cái dòng này cũng rất là khỏe, mặt bông cũng rất là đẹp đúng không ạ? Phi điệp lộc bắc em bán là 240.000 một cây. Và cô chú anh chị nào nếu mà khoảng 2 đến 3 ngày mà chưa nhận được đơn hàng của gia đình em Thảo thì hãy gọi điện lại cho em nhé. Và bên này đây chính là phi điệp thác bay của gia đình em. Như đợt vừa rồi đấy thì thác bay của gia đình em về, cái cây của nó còn nhỏ quá nên là anh chị em rất là quan tâm đến cái dòng hoa này đúng không ạ? Có mặt bông rất là đẹp và bay. Em bán với giá ngày hôm nay ạ, với giá chỉ có là 270.000 một chậu. Phi điệp thác bay, cây của nó cao, khá là cao đấy ạ, cao hơn những cây phi điệp khác một chút xíu này. Cây của nó cao khoảng tầm 15, 16, 17 cm rồi đấy ạ. Và thân của nó này, nhìn thân của nó đẹp lắm, nập mập này. Đấy. À, thác bay ngày hôm nay thì em cũng không có nhiều đâu ạ. Đấy, em bán với giá cũng cực kỳ là mềm luôn. Thác bay em bán là 270.000 một chậu. Dạ, hạt hòn heo hay gọi là người đẹp Nha Trang ạ, gia đình em Thảo vừa mới về, đó chính là cái dòng hoa có mặt bông mẹ cực kỳ là xinh đúng không ạ? Với màu tím nhạt ở hai bên má và môi này, họng của nó màu trắng tuyền và chiếc mũi đỏ rất là lạ đúng không ạ? Và cặp mắt xước rất là gọn gàng và tinh tế. Và cái mùi hương của cái dòng hoa này được rất nhiều cô chú chị yêu mến bởi vì nó thực sự là rất là thơm và quyến rũ ạ. Và đây là hàng gieo hạt, tỷ lệ giống mẹ khoảng từ 70 đến 80%. Cây rất là khỏe ạ, cây cao khoảng từ 15 cho đến 18 cm nhé cả nhà nhé. Đẹp lắm. Nói chung là cái cây này mỗi một chậu khoảng 2 đến 3 thân tơ. Cây rất là xinh. Đó. Đã. Và ngay khi vừa mới về thôi thì được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và gia đình em Thảo đã đang gói hàng vào để gửi cho cả nhà đấy ạ. Rất là xinh, rất là đẹp luôn ạ. Cây mắt trâu của gia đình em với mặt bông mẹ, cả nhà quay nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và cái thân của nó đỏ rất là xinh đây. Đấy. Thân hầu như là đang đi ngọn nhé cả nhà nhé. Mỗi một chậu của nó gồm có hai thân, cây cao khoảng từ 8 cho đến 15 cm, rất là xinh. Đấy, cả nhà quay nhìn ạ, thân của nó đỏ rất là xinh nhá. Phi điệp mắt trâu này em bán với giá là 240.000 một chậu. Cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm, rất là xinh luôn. Hàng gieo hạt. Đấy, mắt trâu rất là đẹp nhá. Và riêng cái dòng này chúng ta chơi thân thôi để nó cực kỳ là đẹp và xuất sắc rồi. Đấy. Với cái thân lá của nó đấy ạ.
Đây là mắt trâu Hòa Bình thì cái thân lá của nó vẫn dày dặn hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác ạ. Đó, xinh quá. À, đây chính là cây phi điệp nù 68 của gia đình em. Như cả nhà nhìn thấy thân rất là nù đúng không ạ? Đây, phi điệp nù 68 này. Đó. Mua một chậu khoảng từ 2 cho đến 3 thân. À, có xương xuống thì nó sẽ nhòe ra giống như là máu, rất là đẹp đúng không ạ? Nên như cả nhà đang nhìn, mỗi một chậu của nó khoảng từ 3 thân, 2 thân, 3 cho đến 4 thân đấy ạ. Rất là xinh xắn, dễ thương và cây không quá là cao đâu ạ. Cây cao khoảng từ 5 cho đến 8 cm, có thân thì được cao 10 cm thôi. Đó, nhưng mà có cái cây của nó rất là khỏe đấy, cả nhà có nhìn thấy cây cực kỳ là khỏe. Em bán với giá là 250.000 một chậu. Cây đẹp lắm này. Đó. 250.000 một chậu mắt đỏ Hòa Bình nhá cả nhà nhá. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm ạ. Và hiện tại thì gia đình em Thảo có rất là nhiều đơn hàng, nên là anh chị em nào mà chưa nhận được hàng sau 3 ngày thì vui lòng là gọi điện hoặc là nhắn tin cho em Thảo nhé. Và hiện tại thì tất cả những cái đơn hàng gia đình em đang đóng buổi tối và buổi trưa để em gửi cho cả nhà nữa này. Đó, bây giờ em đây là chúng ta nên mua cho mình những cái lò bả sen này về để chúng ta phòng ngừa đúng không ạ? Bởi vì là những cái mầm gốc khi mà lên mà những cái con sen nó ăn vào thì rất là xót xa đấy ạ. Một cách là cố định nhất đúng không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phân chuồn quế này, phân dạng viên nén 100% từ phân con giun quế. Cái này thì sẽ vừa giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, vừa là giá thể để cố định cho độ ẩm nhất định cho cây cần thiết đúng không ạ? Và cái dòng hoa cái chất dinh dưỡng này nó còn giúp là đẩy quá trình nhanh ra rễ cho cây phát triển tốt hơn đúng không ạ? Vừa là giá thể vừa là phân bón rất là tốt. Một gói như thế này em Thảo bán với giá là 20.000 là nửa cân nhé cả nhà nhé. Xinh lắm. Nói chung là cái dòng này rất là nhiều công dụng luôn, và bây giờ đang là loại phân tốt nhất dùng cho cây của chúng ta đúng không ạ? Vừa làm giá thể vừa làm phân luôn. 20.000 một gói. Và bên này đây chính là phân tan chậm. Đó chính là phân tan chậm 14, 13, 13 đúng không ạ? Cái dòng này thì nó sẽ là cung cấp vi lượng kali lân cho cây, giúp cây của chúng ta có thể là cung cấp thức ăn và cung cấp chất dinh dưỡng để cây của chúng ta cái quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh hơn đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì đặc biệt là chỉ sử dụng cho cây trưởng thành thôi nhé. Nhớ cây nào mà chưa ra rễ thì chúng ta không được sử dụng đâu ạ. Cái này thì em bán với giá là 120.000. Đây trên này 126.000 ạ. Gói này gói 1 cân nhé cả nhà nhé. Phân tan chậm của Nhật. Đó, em có 2 dòng. Nếu như tháng 3, tháng 4 lan bước vào thời kỳ sinh trưởng thì tháng 5, tháng 6 là cây sinh trưởng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà lại gặp phải cản trở những đợt mưa kéo dài đúng không ạ? Nên chúng ta chẳng dám là phun chất kích thích tăng trưởng nào cả, bởi vì sợ là bị trồng bị thối nhũn đúng không ạ? Và khi mà bước vào tháng 8, tháng 9 trở đi thì cái mùa này là cái mùa khô rồi, nên là rất là hạn chế được cái vấn đề là chống thối nhũn đúng không ạ? Nên vì vậy là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cây của chúng ta phát triển mạnh nhất đúng không ạ? Và dồn chất dinh dưỡng để cây cho hoa. Và hai cái thành phần không thể thiếu đó chính là siêu lân và siêu lân, siêu kali là hai chất cực kỳ là quan trọng và không thể thiếu trong 3 tháng cuối năm này đúng không ạ? Và nó cũng là hai chất quan trọng nhất. Và đây, đầu tiên đó chính là siêu lân. Siêu lân thì nó có nhiệm vụ là chống rét khi cây lan của chúng ta bước vào mùa đông. Thứ hai là chống nghẹt rễ đúng không ạ? Và giúp cây của chúng ta sinh trưởng một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, đẩy nhanh quá trình ra hoa và phân bám mầm hoa cho cây lan của nhà mình. Và tiếp theo đó chính là kali. Thì kali nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn. Nó như vậy thì nó sẽ làm trung hòa chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây của chúng ta, giúp cho cây của chúng ta có thể là phát triển một cách toàn diện đúng không ạ? Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha 2 lần với 1 kali để cho chuẩn nhé cả nhà nhé. Và để mà đủ một liệu trình cho cây hoa lan của chúng ta thì chúng ta nên mua là 10 lần và 5 kali. Và 10 lần và 5 kali. Riêng cái này thì chúng ta 1 tháng chúng ta có thể phun được 2 lần, được 3 lần nhé cả nhà nhé. Từ 2 đến 3 lần nhé cả nhà nhé. Đấy, đó chính là siêu lân và siêu kali, hai chất cực kỳ là quan trọng giúp cho việc phân bám mầm hoa cho các cây của mình đúng không ạ? Đồng thời nó sẽ giúp cây của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, vượt bậc nhất đúng không ạ? Đây, siêu ra hoa này, siêu đậu quả, kích thích ra rễ cực mạnh đây. Đó. Siêu lân thì em Thảo bán với giá là 10.000 một gói, còn kali là 20.000 một gói. Và decamon này nó sẽ giúp là điều hòa sinh trưởng cho cây đúng không ạ? Giúp lá hình thành và giúp cây hoa lan của ta hình thành bộ rễ hình xương cá đúng không ạ? Đó, decamon này em bán 70.000 một lọ. Ngoài ra thì cái decamon này nó còn là kích thích sự nảy mầm, ra rễ đâm chồi. Đây này, đấy, chỗ bông đồng loạt này. Đấy. Tiếp theo, một cái sản phẩm phân bón lá, đó chính là NPK 3010 đúng không ạ? Làm cái dòng hóa giúp
cây của chúng ta có thể lá đẻ nhánh khỏe và ra lá rất là tốt đúng không ạ? Ra thì nó còn giúp lá tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây của chúng ta có thể lá chống được những cái bệnh, đặc biệt là giúp cây của chúng ta có thể là quang hợp một cách mạnh nhất. Đó. Đây, em bán này, NPK 30, 30, 30, 10, 10 này em bán 25.000 phân bón lá nhá. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có một cái dòng phân bón lá. Đây, phân bón lá này em bán 70.000, đây là hàng của Thái. Đấy. Tiếp theo vitamin B1. Vitamin B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Vitamin B1 thì nó sẽ giúp kích thích và điều hòa sinh trưởng đúng không ạ? Và tăng cự sinh trưởng, tăng cường sự sinh trưởng của bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cây đúng không ạ? Chống hạn, chống sốc cho cây. Và tiếp theo đây là Super Home này. Super Home này cũng là một cái dòng để bón lá đúng không ạ? Nó có tác dụng đó chính là đâm chồi nảy đẻ nhánh này, phát triển bộ rễ, tăng cường khả năng kích ứng và chống chọi với thời tiết đúng không ạ? Đấy. Super Home này em bán là 85.000. Đây là hàng cao cấp nhé cả nhà nhá. Rất là, thế là em có 3 dòng đấy. Tự nhiên lúc nãy là phân bón lá thì em có 3 loại. Cô chú anh chị có thể chọn cho mình một loại cũng được. Tiếp theo đó chính là vitamin Super Thai đúng không ạ? Đó chính là hormone tăng trưởng. Nó cung cấp là các chất dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng cho cây, cải thiện chất lượng của đất trồng đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này, nó sẽ giúp hoa lan của chúng ta sẽ to hơn, rực rỡ hơn đúng không ạ? Cây của chúng ta phát triển mạnh hơn. Và cái dòng này thì sử dụng được cho mọi giai đoạn cây của chúng ta. Một lọ Super Thai em bán 120.000, lọ này lọ to nhé cả nhà nhé, lọ to đấy. Đó. Và đây là thẻ ghi tên này. Đấy, thẻ ghi tên. Thẻ ghi tên này để em bán với giá là 70.000, được nhiều lắm, được 100 cái hay sao ấy. Đấy. Đây. Và riêng đối với dòng kích rễ thì nó sẽ giúp mình là tăng cường bộ rễ đúng không ạ? Thì em Thảo có hai cái dòng kích rễ, một kích rễ là N3M 25.000. Một kích rễ là kích rễ Thái 70.000. Đó. Và đây là nước xịt kiến cao cấp đây. Chúng ta nếu mà chúng ta, anh chị em nào mà lan chúng ta ít thôi ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để chúng ta xịt trực tiếp vào cái cây hoa của mình. Đây. Và đây là xịt côn trùng này. Đấy. Cuốn chiếu các kiểu này. Đấy. Một cái thì em bán là xịt kiến 50.000, xịt côn trùng 50.000. Còn nếu mà anh chị em nào mà vườn rộng thì chúng ta có thể lấy cái này về. Đây cũng là một thuốc diệt kiến này, chúng ta sẽ pha đây này. Một cái lọ này thì chúng ta sẽ pha được với 10 lít nước. Đấy. Sử dụng cái này cũng 50.000 thôi. Và bả sen, bẫy sen đúng không ạ? Bả sen này em bán là 35.000. Đấy, vườn nào mà có ốc sen nhiều. Và đây là thuốc kích hoa. Thuốc kích hoa này sẽ giúp cây của chúng ta ra hoa nhiều, căng bông và to đẹp hơn đúng không ạ? Đó, hoa của chúng ta sẽ nở đều hơn. Một lọ này, thuốc kích hoa của Thái Omega 3 này, Omega này thì em bán là 90.000. Nano bạc này. Nano bạc này để phòng chống thối nhũn thì nó cũng giống với Kinkin Boom, giá của nó bằng nhau, 55.000. Đấy. Nhầm, nano bạc là 45.000, còn Kinkin Boom là 60.000 nhá cả nhà nhá. Đây. Nếu mà để phòng thối nhũn thì chúng ta một tháng chúng ta phun 2 lần. Có thể là sử dụng Kinkin Boom cũng được. Đấy. Và đặc trị vi khuẩn, đặc trị nấm thì chúng ta sẽ sử dụng Stainer là 20.000 một gói. Nói chung là về sự hướng dẫn liều lượng thì gia đình em Thảo cũng có ghi ra một bảng, cô chú anh chị về chúng ta có thể làm.